Vịnh Bái Tử Long từng được trang web du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet chọn là một trong 10 điểm đến hàng đầu, viên ngọc tiềm ẩn của Việt Nam mà du khách quốc tế không thể bỏ qua. Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hàng trăm hòn đảo độc đáo, nhiều bãi cát trắng cùng sự đa dạng sinh học hiếm có là yếu tố hình thành nên các tour du lịch khác biệt, độc đáo ở Bái Tử Long. Tiên phong là trải nghiệm hành trình di sản trên du thuyền Grand Pioneer đưa du khách đến những khu vực hoang sơ, riêng biệt, chưa từng được khai thác du lịch. Du lịch Vịnh Hạ Long thì vốn đã phát triển rất mạnh mẽ rồi, trong khi Vịnh Bái Tử Long thì trải dài với rất nhiều cảnh đẹp hấp dẫn không kém, còn lưu giữ khá là nguyên vẹn những nét tinh khôi, cảnh quan thiên nhiên thì hoang sơ, đều là những yếu tố rất lý tưởng cho các sản phẩm đắt khách, đặc biệt là phân khúc khách du lịch có khả năng chi trả cao, với các trải nghiệm, điểm đến ít người đến. Hành trình di sản kết nối Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long này chính là sản phẩm như vậy, được khách hàng của chúng tôi rất là quan tâm và yêu thích. Vịnh Bái Tử Long có hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, giá trị đa dạng sinh học cao với nhiều hệ sinh thái điển hình như rừng ngập mặn, rạn san hô, rừng cây nhiệt đới, với vườn quốc gia Bái Tử Long đã được công nhận là công viên di sản ASEAN. Vùng biển đảo gắn liền với những giai đoạn lịch sử của dân tộc, có thương cảng Vân Đồn cùng nhiều di tích lịch sử giá trị. Tiềm năng phát triển du lịch lớn, nhưng vì nhiều lý do, giá trị của Vịnh Bái Tử Long vẫn chưa được phát huy xứng tầm. Một trong số đó là thiếu tính liên kết với các điểm đến du lịch trọng điểm, nhất là Vịnh Hạ Long. Nhiều sản phẩm kết nối đang được tỉnh và các doanh nghiệp dịch vụ quan tâm nghiên cứu theo hướng độc đáo, khác biệt, phát huy hiệu quả lợi thế Vịnh Bái Tử Long, khu vực biển đảo Vân Đồn Cô Tô. Chúng tôi hiện nay đang phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh công bố các cái hành trình du lịch trên Vịnh Bái Tử Long, kết nối Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long. Cái hai là chúng tôi cũng tham mưu đề xuất với Ủy ban tỉnh là chỉ lựa chọn những cái sản phẩm độc đáo, những cái du thuyền đẳng cấp mà có giá trị cao để khi khai thác trên Vịnh Bái Tử Long. Bởi vì Vịnh Bái Tử Long thì có đan xen các yếu tố liên quan tới con người, đến văn hóa, đến tâm linh, do đó thì cần nâng cao cái giá trị. Việc phát triển sản phẩm, mở rộng không gian du lịch trên Vịnh Bái Tử Long được thực hiện dựa trên các nguyên tắc bảo tồn, phát huy giá trị thiên nhiên, văn hóa của điểm đến theo hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, định vị thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.